thuộc, ví dụ động mạch là gì, ở dưới là nó có cái hội âm, dưới nó có hội âm, tôi lấy cái cuốn sách, tôi lấy cái sơ đồ, nó có cái hội âm xong nó lên tới cái yêu du, lên cái trường cường, xong yêu du dương quang, dương quang xong tới mệnh môn, mệnh môn xong tới cái huyền khu, phải thuộc lầu vậy đó, tại vì mỗi cái nó có tính năng. Thứ tám. Này là trường cường xong tới dương, yêu du dương quan mệnh môn. Ủa mệnh môn là nó giữa bệnh gì thầy? Nằm Mệnh giữa môn là thận á, nó mệnh môn là trùng về thận á. là giữa hai thắt lưng. Anh thấy cái eo mà chỗ lõm nhất, anh lấy cái sợi dây chỉ kéo vô, nó nằm ở giữa, nó nằm ở giữa hai cái chỗ cái eo, ví dụ Eo. cái người xuống vậy, chỗ nó thóp nhất là nó mới phình ra, chỗ thóp nhất là neo có hai cái đầu thóp nhất Còn cái nước nè, ví dụ mà nè nè thấy không, nè theo vô con kéo vô đó là nước đây, ví dụ như đứa nó mập vì mập mập bụng thì thì không thấy, bởi vì người tập nó sẽ nó lộn 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 lộn, thành ra người mà có cái đàn ông có hơi có cái eo là khỏe lắm. Là ngon chứ, này nó hơi thon thon, tức là cái dây nịt nó xiết phải nhỏ hơn cái trên, có khúc dây nịt nó xiết sâu nhất là khúc đó, thành ra cái người ta đeo dây nịt là đeo ngang đi ngang cái mệnh môn, rồi cái mấy người nhà võ nó mới lấy cái đai nó bọc cái chỗ này lại để nó che cái mệnh môn, giữ mệnh môn sau. Bởi vậy khi anh đi đi du lịch hay anh muốn đi bộ nhiều, anh phải lấy cái tụi tay nó lấy cái áo nó xiết lại ngay cái lưng nó đi, nó đúng nó hiểu à. Còn anh đi xa mà anh phải lấy dây nịt siết mạnh là anh đi bền hơn, mà anh để bụng cà phê đi rồi nhúng cả nhúng lấy cái gì cái nịt siết lại rồi đi đi xa hơn. Thì cái đường đó là đường mệnh môn đó. Rồi trong cái 24 28 huyệt này nó có những cái độc của nó có ba cái khu, khu là một, khu mệnh môn là một, khu hai khu chí dương, khu ba đào đạo, tức là trong cái lưng mình á, anh trời phía sau nó có cái cục u, nó gọi là con bò có cái u, con người cũng có cái u, cái thằng nào cái u càng mạnh thì nó bốc xếp mạnh lắm, người ta mấy thằng bốc xếp em biểu ngó cái lưng thấy chỗ này có một cục, ngó cái vai trong cái áo xuống chỗ này nó lồi một cục, thằng mà bốc xếp mà giỏi nhất á, thì cái cục nó to bằng bằng tay mình, còn mình chút xíu à, mình đâu có bốc xếp đâu, thì cái cục đó nó gọi là đại chùy, nó giống như hỏi cần cái cục nó như cái đại chùy á, cục đó đại chùy, nó có cái cục lồi sau lưng, cái cục đó là gọi là cái u, nhưng mà thật ra là tất cả khí lên đầu là cái cục đó, khí lên đầu, cái người bốc xếp nó làm vậy, như mình tập mình không cần nó phù lên mình thấy đưa khí, ở đây là đưa khí lên đầu là gọi là đại chùy, còn cái chỗ chí dương là đưa khí vào tim và phổi, rồi cái chỗ thằng cái này nó vô thận, thì cái ba thằng quan trọng là khí nó vô thận, thằng khí vô tim, thằng khí lên não, khí lên não từ đây nó lên cái chỗ dưới cái phong phủ này, khí lên não đang nó bút trước trên phủ, thì cái thằng này nó bơm lên, cái thằng đại chuyện nó bơm lên, ba cái cục nó rất rất quan trọng, nó là mình mới biết. Thì khi mình tập đây thì cái khúc, khúc dưới nè, ở đây nó có hình tam giác, trong cái xương sống mình nó có hình tam giác, rồi trên này nó có 24 đốt sống, 24 đốt sống là chính là 24 thức của Trần Hy Vi, người đó không ai biết. Thì khi một đốt sống nó bệnh gì thì Trần Hy Vi nó có một lấy khí trong từng đốt, từng đốt, mà mỗi đốt phải tập 15 ngày mới lấy khí đủ, thành ra nó dâng lên 24 là đúng một năm, mà theo âm lịch chứ không theo tây lịch, tập tập cuộc sống phải theo âm lịch, tại vì tại sao theo âm lịch anh biết là khi mà mặt trăng nó lên, nó trăng tròn, mặt trăng mà tròn nước ở dưới mặt đất nó tạo lên được thủy triều lên, còn mặt trăng non là thủy triều xuống, thì khi mà nó tự động vậy thì máu nó lên xuống, mà nó lên thì trong cuộc sống nó lên được tới đầu, trong xương người nó máu nó lên tới đầu, khi trăng non máu trên đầu xuống, thành ra cái khí độc cuộc sống của thiên nhiên của mình là nó tự động lên xuống theo mặt trăng, mà mỗi đốt nó sẽ dựng 15 ngày, 24 đốt nhân cũng thành năm, thành ra người nào bị đốt nào tập đốt đó, nhưng mà tập hơi có nghệ thuật của nó, chứ không phải anh muốn tập là tự nhiên nó hết đó, thì phải tập từ dưới tập lên, tập dưới từ lên, thì cái đó là khi anh vô Trần Hay Di mới tập, mà Trần Hay Di là anh không phải tập bất cứ lúc nào, ví dụ tháng này em phải chỉ tập hai thức thôi,
thành ra mấy học trò mà nó học lên tới tầng thứ gì rồi thì cái tháng này là tháng 6 này có hai thức này. Coi nó đăng này, hai thức này mang chủng nó ghi hết là mà nè với hạ chí mang chủng hạ chí là nó không ta đó đó là mới mở mở rộng mang chủng hạ chí tháng đó là tháng tháng sáu rồi tháng chín rồi chủng hạ chí cốc vũ sinh phân thanh minh đầy tới nữa nè mang chủng nè D6 rồi hạ đó mang chủng là tháng 6 này là tháng thức dậy phải tập cái này ngồi dậy phải ngồi kiểu này tháng tức là hạ chí ngày 20 từ tháng 6 từ 21 trở đi phải ngồi dậy hạ chí ngồi dậy phải trong giường thức dậy phải chống dậy chống tức là nó có tư tư thế ngồi dậy khác nhau mà số lần chống là bao nhiêu lần nó có cái kỹ thuật chống bao nhiêu lần xong nó bị rớt này là nó sơ để rửa thì anh học tới bài Trần Hay Di mà nếu học Trần Hay Di là nữa khi bắt đầu học tẩy tủy rồi mới tới nó thì nó dính tới cuộc sống thấy không đây cái tháng đó là mang chủng là đây nè đồng chí tại hàng lập xuân cũ tủy kim trập xung phong hồi nãy mình nói là à, chí người ta khi mà học cái này thì mình phải mở rộng ra để anh biết thêm nhiều cái tháng này cái tháng mà đây là tháng 6 thì đó trong lịch nó ghi là 6 tại tháng 6 thì người người mà trong ngành thi công mình sáng thức dậy ngồi dậy là phải dậy đó là học vậy nhưng mà còn anh phải học chi tiết thầy nói cái hình này thôi còn nó vô nó cái tập tập này lên nè 15 lần 3 buổi thì 15 lần đó là buổi sáng buổi trưa buổi chiều tại sao sáng trưa chiều tại mỗi một cứ tới trưa cái mặt trăng là cái giờ đi ngủ của mình đó. Thì buổi sáng thức dậy là một trưa buồn ngủ hai chiều chuẩn bị đi ngủ ba là ba buổi cái lý do lúc đó là máu nó đang lên nuôi xương rồi một xong nó lên nuôi xương nữa lên nuôi xương nữa mình tác động cho nó để nó khỏe ba buổi mà số lần là theo kinh số lần phải nó có ghi hết ông rút ông thử nghiệm hết là phải 15 lần đó vô tháng này được mang chủng hạ chí 10 lần ba buổi đó là khi đó là khi anh học bởi vì học cái công là anh thấy cái người cái công nó bận rộn nó có nhiều bài tập lắm thì thằng đó nó đọc muốn chết luôn 3 tiếng hồ thì nó nói bây giờ nó tại vì nó thẳng thằng đó chưa có giỏi tức là trong học trò nó phải thằng nào đứng nhất khi anh học 10 năm cũng giống như học đại học 4 năm trong lớp mà anh đâu có đứng nhất thằng đứng nhất nó ít hỏi thằng nó giờ mới chỉ là chứ đâu bây giờ là anh học xong là anh đứng nhất cả lớp toàn tất cả những vụ gì thầy dạy ra thì này 5.000 học viên anh đứng đầu 5.000 chưa nó phải giỡn trong 5.000 nó giỡn xếp từ đầu xíu anh đứng hạng mấy thì thằng nó hỏi nó phải trả lời thôi nó chỉ giống như xếp lớp thôi. Dùng lớp 40 học trò học toán nó phải thằng nào cũng đứng nhất anh học có khi toán anh giỏi nhưng mà lý anh dở hóa anh ba đó thì giống vậy không 10 môn anh nói anh dám đứng 10 môn đứng đầu anh không thể nào giỏi hết 10 môn thì cái nó là tại sao không thể giỏi 10 môn là mỗi người có một cái năng khiếu anh bây giờ anh có năng khiếu tin học không anh có năng khiếu về về hacker không rồi anh có năng khiếu về 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 điện không anh có năng khiếu về nhảy đầm không nhảy đầm cho anh con thằng nhảy nó cho nó thằng kia nó nhảy đầm con trai bởi nhảy đầm đẹp này anh sao bằng nó tự nhiên nó người nó vậy rồi có nhiều thằng nó bẩm sinh nó vừa đứng vậy nó đầu nó lòn chui vô hát nó chui ghi khỏi tập mẹ là anh sao tập bằng nó thì nó tập từ đó đi lên thì nó làm bậc thầy mình cái đó thì trong các bạn bè đều là thầy của mình nếu người nó giỏi mình không thầy người nó không thầy không có thầy mình học bạn là vậy thì ví dụ thằng Trương nó chỉ thấy giỏi ông Trương thì nó giỏi chỉ kinh kinh thôi tỷ tỷ nó bằng cái thằng học 10 năm thì nó tập qua nó dướng liền trong cuộc đời anh tập 10 năm thì trong trong học trò mình có 10 thằng 10 thằng thì trong 10 thằng đó có thằng nó coi như ở ngoài Bắc có một thằng nó tập 10 năm Thái Cực Quyền không nó đâu tập gì kinh kinh đâu
Thì nhưng mà tới lĩnh vực tiên kinh nó phải hỏi thôi, ông anh bí liền. Như bản thân thì anh học từ hôm mấy tháng này anh tập bài nào nhiều, thấy không? Bài này không bài thôi, nhưng mà tới 3 năm sau biết 20 bài, 20 bài chỉ công giao tập. Con thầy là nó học có 2 bài thôi, mà đọc chết cha 3 năm mà chưa xong, là chỉ bài dịch cân kinh tế tới chỉnh đọc 3 năm rồi đó. Thầy không cho nó học mấy bài khác, thầy chỉ nó con mình từ từ đào tạo nó chuẩn xong qua bài, chuẩn qua bài khác. Còn còn mấy người học trường là học là có giống là anh học cái cua từ lớp 10 đến 12 là cái giáo trình nó cứ tiến tiến vậy đó. Nhưng mà khi mà anh có cái môn thích nào thì anh nghiên cứu một đường lên, chứ anh qua cái phổ thông là anh bắt đầu nghiên cứu đi lên. Dù toán là lên chuyên về toán là ra đời anh về toán, học văn học chuyên văn là ra đời về văn, ngoại ngữ học luôn bằng đại học anh văn dạy tiếng Anh, chứ anh trong phổ thông nó đâu dạy bằng đại học tiếng Anh đó. Thì nó nguyên do nó vậy, thì mình cứ từ từ mình đi lên thôi. Thì khi còn mình bao sân hết thì cái gì mình cũng phải nắm, thì rất là cực, cũng theo đủ thứ chuyện. Thằng nào mà ngồi vẽ cái này, không biết cái cuốn này đầu tiên của Việt Nam có, tài liệu của Trung Quốc nó vẽ xấu lắm. Ừ, thấy cái hình này thầy bắt vẽ lại, học trò nó vẽ lại cái tư thế của Trần Luận, còn ngày xưa nó vẽ xấu lắm, vẽ lại hết một cái sơ đồ kinh lạc, thầy đâu có theo cái thằng này của thằng Trung Quốc nào, con mình vẽ vẽ thông minh cái sơ đồ của mình nè, đâu có theo thằng này sơ đồ Trung Quốc nữa. Mình theo cái quan điểm mình dạy người ta, mình dạy chứ mình không có sao chép với người ta, mình hiểu tới đâu mình làm tới đó, mình làm là nó sẽ có. Thì cái này là bài này là anh bị đốt sống nào tập của nó cứng là không giờ bệnh nữa. Có nhiều thằng bị xe năm, nếu bị thoái hóa xe năm tập xe năm hết liền, xe sáu xe bảy, nhưng mà học muốn chữa xe năm hay sao phải đi từ từ, từ đâu đến đâu. Rồi cái này là 24 luôn cuộc sống đó. Còn cái bài đốt cổng là khí cuộc sống, ông này là đốt sống xương cuộc sống, còn cái ông này, cái ông bắt tiên này là khí của 24 đốt sống. Ông này cũng khí của 24 đốt sống, nhưng mà chủ yếu là lòng, thành cái kết cấu chúng là chuyên xây dựng. Cái ông Trần Duy xây dựng đốt xương, nhưng mà cái gốc của đốt xương của thằng này, thằng nào anh học cái này nó qua cái này rất là tiện, còn anh không có này anh vô cái đó trả được cái gì. Tại nhiều người lục trận chi tập liền không có mẹ, không có cơ bản. Tại vì khi tập hành gì thì khí cuộc sống đó chưa, thì anh phải có kiến thức sơ sơ, có 24 đốt sống và có mấy cái huyệt sau lưng. Ví dụ ngồi chống vậy, cái huyệt nào là ảnh hưởng không, cái đầu không có thì khí không có tới. Cứ giống con đầu mình nhớ gì thì cái memory nó mới bắt cái não thực hiện cái đó. Ví dụ như thầy nhớ cái viết, cái đầu nó hiện trong đầu cho cái viết, mình nhìn cái này, cái này là cái viết, thì thầy đã biết cái viết rồi, nó vô memory mình mới nhớ. Thì cái người mà cái huyệt cái giống cái viết thì nó huyệt cái viết mà anh thấy là cái viết, thì trong lưng nó có hào viết cáo thì nó có tên nữa. Và khi anh tập nó sẽ thấy có cái cảm nhận, anh không tập không thấy. Bây giờ anh tập bài 8 này, anh nó làm một phát 24 cái được đốt này nhập một lần sao không nhớ được, cần cái gì nó từng điểm này anh đang biết vậy. Ví dụ cái viết này ha, anh bị thấy tổng quá nhiều chỗ này có một con vậy đó, bắt đầu đi sâu vô, bắt đầu nó có thêm cái động tác lắm, thì nó trên đây thấy không? Rồi ở đây có cái mở ra thấy không, thêm hai cái còn nhìn thấy vậy không, thì cái bắt động cộng nó giống như cái này. Như tôi nói bây giờ đưa khí vô cái việc này nó không làm được, thằng kia hoặc một thằng nữa, một ông nữa không làm sao. Mày đang bị chỗ này tao đem máu tới này, đem khí tới cái điểm đó, mày giống như là trong cái nghề của anh vậy. Tôi nói từ ở Bến Thạnh tới nhà thầy đi qua cái cầu, cái đầu cầu trên gì, dưới cầu trên gì, cầu nó có cái địa danh đó. Cái này chính là cái địa danh trên đường đi của khí đi. Ví dụ đây là địa danh là Trường Cường, tên là Trường, cái này giống là tao tới Trường Cường tao chơi, xong tao tới Yêu Du tao chơi, tao dưới Dương Quan tao chơi, tới Mệnh Môn tao chơi, xong tao lên tới đây là cân xúc tao chơi, tên là thủy, nó là cái gì, lên Huyền Khu chứ, Huyền Khu tao chơi, Huyền Khu xong lên Tích Trung tao chơi, lên Trung Khu tao chơi, rồi lên tới cân xúc, xong Chí Dương. Thì bây giờ nói bây giờ mình ngồi trong đầu mình thuộc Chí Dương rồi, mình nhắm mắt mình làm sao thấy nó có cảm nhận điểm này không? Thì có giống như trong người mình ngồi đây mình biết tim đồng đây, thì mình nhắm mắt mình nghe cái tim đập ở đây không? Chắc chắn tại tim nằm ở đó. Còn anh không anh không giải phẫu học đâu biết tim nằm đó, thì thầy bị hỏi tim nằm đó thì phải để ngay cái ngực,
tay em phải để được cái đầu anh tập trung ý vô ngay cái giữa ngực thì em biết tim mình đó, cái tim nó lớn vậy, huyệt nó giống như cái tim con này, giờ cái tim tim G1 nằm đó, mày tưởng tượng mày biết G1 thì mày rờ chứ mà thấy gì nếu vậy. Nhưng mà cái tim nó đập anh còn dễ cảm nhận, còn cái này nó là cái vô hình, mà vô hình nó là khi em bệnh mới lòi ra. Ví dụ tại sao gọi là thoái hóa đốt sống cổ, mà cái chỗ đó nó khó cục cửa, chỗ đó là mấy cái điểm này nè. Thành ra khi người ta bệnh á, mấy cái điểm đó nó báo lên. Nhưng cái tay nó chỉ biết nó sửa, còn mình đưa nó thông qua hết liền. Giống như bị nghẽn, xe xe hơi đi tới cái cầu nó bị nghẽn, tức là nó phải bỏ này đi thì chỗ này nó đau, đau đó là bị quá nhiều xe hơi nó tụ không cho qua được, thì nó khó chịu. Cái khó trong người mình, cái thần cấp chẩn cái huyệt đạo này này trong cơ thể người, nó gọi là thân thể thứ hai trong Phật giáo. Thân thể ngoài là những cái cảm quan cảm biến, còn bên trong nó cái nó chỉ có hai cái cảm biến này. Được dễ chịu không chịu hay là còn cái ví dụ cái tay anh chỗ này dễ chịu hay đâu, đau hay không đau hết. Còn mấy cảm biến rất là nhiều cảm biến da thịt gân xương đủ thứ đó. Thì mấy cái điểm này là dưới cái đường đầu đỏ này, cái đường dây cảm biến của người, tức là trong Phật giáo gọi thân sắc thứ hai, tức là trong cái gì chữ sắc rồi cái chữ chữ cảm là nó đó. Trong Phật giáo gọi cái này là cảm, cảm thọ thụ vô cảm nhận được thì nó có hai cảm nhận dễ chịu không thôi, chứ còn còn cái gì nữa. Trong người anh bây giờ thấy ngồi thấy dễ chịu chỗ nào anh kiểm soát là có chỗ không chịu, ngồi nhắm mắt anh kiểm là tự kiểm tra thấy có nhiều chỗ tôi làm cái chỗ đó, dù cho chuyển cái một tử thấy là không có tiêu đúng không, rồi kiểm tra cái ruột già thấy làm như nó phân cho ra hết, nó biết liền. Anh thử tập trung thấy liền, anh tự giờ anh coi cái bọng đá còn nước tiêu không, nó còn bao nhiêu không biết, anh muốn đá nên đá được liền đúng không. Thì nó giống như vậy nè, thì cái cảm biến nó chỉ khó chịu hay gì, nó khó chịu là nó còn ở trong đó, dễ chịu tức là không còn. Ví dụ cho ta nói bây giờ anh đi tiểu, giờ anh tiểu rồi tiểu nữa đâu được, dễ chịu rồi còn khó chịu nó muốn tống ra. Những cái đó nó hiểu, nó là cái cảm cái cảm nhận dễ chịu thôi, và khó chịu trong người có hai cái à. Thành ra nó hay cái là nó thống kê tất cả những cơ thể anh bị như vậy, nó chỉ lấy dễ chịu hay không, mà dễ chịu không nó nằm cái đường dây nào, cái đường này cái dễ chịu trên suốt năm có bị không đó, là cái điểm này. Ví dụ như anh cái điểm này là nó khi mà cái điểm này nó bị thì ở trong nó bị gì, giống như cái bạn cái màn điện thoại em thấy cái cục bấm vô điện thoại được, bấm cái này vô vô Instagram, ấm cái kia vô Facebook nha, cái điểm này giống vậy nó vô trong thì anh chưa tập thì không biết nữa. Thành ra những cái điểm này có thật, đã chứng minh chứng có thật thì não anh sao mày không biết cái điều này, mày cũng học mày không biết. Hôm mày không bao giờ mày nghiên cứu mày tập cái ý, tập trung cái khí huyết tại điểm này, mà một khí huyết điểm này anh tập mấy năm trời mới thấy, mày nói ngày đầu tiên là mình học cái con đường đi, ví dụ từ từ nhà, từ bên chợ Bến Thành tới nhà ông Túc là đây, chợ Bến Thành nhà ông Túc, còn giữa đây những cái điểm đường gì mày biết không, nó đâu có biết thì phải học. Thì tới đây mình thấy gì, dụ tới chợ Bến Thành tới chợ thì qua cái cầu Lê Hồng Phong có cái xe gì có cái cầu đi lên đó, cái đầu thấy rồi anh còn không thôi anh không có đi từ tới đây không thấy gì, anh chỉ biết 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 vậy. Khi mà vô cái thực tế rồi anh sẽ thấy nó có cái phân biệt hết, đó là một. Thứ hai cái đường này không phải là cái đường, thì người cứ tưởng là cái này nó chạy qua cái điểm này, không phải, cái này là cái quá trình mà giao thông của mấy cái dòng khí nó đi qua những cái đường này, khi nhiều lần nó vạch thành một cái quả giống như là một cái đường cong y bằng 2x bình phương vậy đó. Anh vẽ thì ra cái này chứ nó không phải là cái đường, cái này là những cái điểm địa danh rồi ABC xong. Nhưng mà khi cái này bệnh thì nó chốt nè, chốt nè, bây giờ tôi thầy thì chốt đây, cả chốt đây thì thấy cái điểm này chạy qua đây chứ đâu phải nó chạy qua, nó chỉ là cái năng lượng nó hiện lên, khí là dạng năng lượng chứ đâu phải là cái xe hơi đâu mình tưởng tượng. Thành ra khi cái điểm này nó bị là nó đen chốt đẹp chốt, mà hai cái chốt thì thấy cái chốt này chạy qua cái chốt này chứ thật nó không có chạy, mình chốt vậy thì mình
trong người bệnh thì nó cái đau nó chạy nó sao đang đau để nó xuống nó đau dần tới dưới đây, ví dụ anh đau dưới cái nó đau xung quanh nó lên 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 thì nó đi qua cái này. Thì cái động mạch này nó có 28 28 chính cái hai nhị thập bát tú để đang mở rộng theo cái môn này, trên trên trời nó có 28 thập nhị thập, có 28 vì sao, 18 sao không phải là 28 vì sao mà nó chia là bốn cái khu mặt ngôi sao mặt trời, có bốn khu, bốn khu tức là mỗi khu mặt sao nó bắn ra năng lượng xuống xuống cái cơ thể mình, nó vô 28 thì mỗi cụm sao nó vô là 4 lần 7 28, tức là mỗi một cụm nó có 7 chòm sao, 7 chòm sao của anh dị tập mắt túi thì mỗi chòm sao nó vô chia đều vô là 28 điểm. Cái đó là học lên cao thì khi mà tức là khi tìm hiểu tại sao nó có cái điểm này ở trên nó bắn xuống nó lủng như là tưởng tượng nó bắn lủng mẹ nó vô, giống như là anh trái đất này anh có những cái vệ tinh nó bay nó rớt nhưng mà vô lủng trái đất nó nổ này, nó nổ 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 hàng ngày nó nổ đều. Mà 20 xong bị nó nghiên cứu là không phải 28 mà sao trên 100 lẻ, trên 100 ngôi sao chứ không phải 28. Tại vì kêu hồi là hồi đó người ta mắt nhìn không rõ. Thành ra vì sao học sâu vô thì cái đó là lý khí của tinh tú để mở mấy cái huyệt này, hai huyệt này. Cái đó là luyện cấp cao nhất là dùng cái thần để mở huyệt. Còn mình thì đang vận động để mở huyệt. Đúng chỗ cái cây viết mẹ ít xài thì cứ bấm hoài thôi cho nó trơn vậy đó. Đó là mình đang động công này. Đó động công. Còn thằng giỏi rồi không không làm gì thì mới mình động công, tức là bây giờ làm sao có cảm nhận đấy, mày làm cách nào nếu mày không được lấy tay xoa như vậy nó là một cách, thứ hai là búng, mình cảm nhận đúng không, kiểu này búng búng nhiều người mà giỏi là lấy xong quá nó dán lên lưng, dán này cho mới cảm nhận, dán này thấy rõ ràng trong lưng có 28 cảm nhận rõ, còn mấy cái ở giữa anh thấy vậy anh lấy xong bát dán đúng này sẽ phải, mà anh dán không nó sẽ dán 28 hoặc là một ngày anh đem tập tập một huyệt dán như cái huyệt đó, tập cảm nhận khi nó cái não thuộc á anh dời lên này, nó vẫn còn cảm nhận giống như thầy nhắc anh thấy không, thầy đã giờ anh cái cảm nhận này cái não nó đang nằm đó cái huyệt nó hiện ra, nhưng cái này nó không phải huyệt, cái cảm nhận như mình có huyệt thì nó lại memory liền, còn mấy khác không memory nha, làm xong mất liền, còn huyệt ra làm cái lưu trữ liền. Thành cái huyệt nó giống như là một cái bộ nhớ nhỏ nằm đây, giống như một cái chip và bộ nhớ memory mình đó. Mà tùy thằng có thằng nó bộ memory rất lớn, thành những cái huyệt chính memory, ví dụ đây một là 16 mega 16 mê ở đây 8 mê đó, sẽ thấy tiêm tập sẽ thấy thì trong người ở lưng mình có ba cái lớn là một hai ba, còn 28 còn cái đầu mình ở phía trước sau nó có bốn cái sau bốn cái trước nó mạnh lắm, tức là cái chỗ đó nó mạnh thì phía trước này nó gọi là bốn cái huyệt, cái bát hội mình đó, ở đầu mình đó, trước nó có bốn bốn điểm, sau bốn điểm trong tính bệnh của chỉ cái gì nó gọi là cửu cung nè, nói phải có sắc, thành ra nó anh không nghiên cứu không có mở rộng nó đâu, đó là cửu phong thân nó đó là chín tám cái huyệt đó, còn trong này nè 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 cửu cung đó nè cửu huyệt đó là chín cái huyệt đó, là bách hội và tám cái huyệt hồi nãy mình mới nói, thành ra học mà không có căn bản là không giải thích được hết đâu, tại nghiên cứu hết tất cả cái câu nó dính đâu, trong tu chân độ chính là cửu huyệt, trong nội kinh độ chính là cửu phong sơn, thành ra cái đó là dính tới khí công tĩnh, là công tên lên đại học khí công mới học tới, mà ở đây mình giảng trước để mình thấy con đường đi lên nữa là có dạng sẽ biết, thì cái trong cái bài Bát Vọng Cẩm này bốn phía trước này là với cái bát hội là tám nè, đem đếm sẽ thấy nè thì nè nè thì đếm thấy không, chín đây khu này nè bát hội phía bát hội dễ nhớ, bát hội nằm đây phía sau là hậu đình, phía trước là tiền đình, nó dễ thôi, tiền đình xong tới nhất lên cái tính hội lên cái tượng trưng với thượng đình, rồi phía sau hậu đình xong lùi xuống một cái tới cái cường gian xong tới cái não não hộ xong tới phong thủ, mình phải từ từ mình học nữa, phong thủ não hộ cường gian hậu đình bát hội tiền đình tính hội thượng tinh thần đình phải thuộc lậu
thần kinh nó nằm ngay dưới cái lông, dưới cái tóc này. Thì ba cái điểm này là điểm nó có bộ nhớ, thành ra anh tập mấy cái nó không có, nhưng mà thật đúng nó thì cái đó nó cảm nhận nó lưu lại được, thì tôi gọi là huyệt. Trong ngành tinh học, bởi vì cái Bình Lăng giải thích cái khí công Trung Quốc theo tinh học luôn. Hồi xưa nó không giải thích theo tinh học, tức là hồi xưa nó mang thầy cũng giải thích khác, mình giờ càng cái hay đưa cái mới vô để giải thích cho học viên, là những điểm này là giống như nó có cái điện trở khác nhau vậy, mỗi điểm nó thì nó có 28 điểm đó. Thì cái này gọi là bắc, có cái này gọi là mạch đốc. Mạch đốc là gì? Đôn đốc làm gì, giống như thằng quản quản gia. Thì những cái thành ra khi mà bệnh nó cảm đó mình khỏe, nó kích thích mấy thằng khác. Thằng khác người bệnh không tin, bây giờ anh ngồi thì chỉ nuốt vậy thôi, anh thấy dễ chịu cái xương đó này. Đó, nuốt mấy cái anh thấy dễ chịu, nó kích hầu hết 12 tạng hoạt động lại, dấu nó biểu ê làm đi, ê làm đi, nhắc nhở. Nó gọi là đốc, cái đốc trong Mỹ nó mới gọi là governor, governing, cái lãnh đạo. Cái này chính là lãnh đạo của cái hệ thần kinh trong người, lãnh đạo cái dễ chịu và khó chịu của cái lực là cái 28 cái vị trí này. Mà mỗi vị trí nó làm dễ chịu gì, cái khúc từ dưới cho đây là dính cái tình dục không, từ dưới này dục ỉa đái là như này, từ đây này là bao tử tiêu hóa, từ đây này là tim mạch, còn đây là não bộ. Nó có khu á, tại vì nó nằm đâu nó quản lý gần, chứ nó không thể là não mà điều chỉnh này. Có cái băng quản lý nằm đây, ở đây đầu có băng quản lý này, ngực có băng quản lý này, nó có ba quản lý rồi, hạ tiêu, trung tiêu, thượng tiêu, nó ba băng quản lý đó. Thành ra nhiều người hay không biết thượng tiêu, trung tiêu, tam tiêu là cái gì, là tam tiêu đó, ba khu đó, là ba cái khu quản lý giống bắc trung nam, đây là miền bắc, đây miền trung, nam, xong hay gì đó. Nó có rồi ở dưới cái bài này, cái đốc mạch ở dưới cái lưỡi có người huyệt chứ không phải trên đâu, ở đây nhân trung là cái lõm lõm song song nhân trung, ở dưới ở trên cái đầu mũi là tố liêu, còn ở dưới dở cái miệng lên đẩy sát lên, nó ở chỗ một cái khe của cái môi, có cái hàm là có người huyệt, nó là ngân giao, trên là nó rồi đoạn tới nhân trung song tố liêu đó. Từ mình vừa học cái việc còn cái ở giữa cái lỗ đít mình và cái lỗ tiểu mình có một huyệt nó gọi là hội âm. Hội âm là tất cả những cái âm trong tủ này, 100 cái âm, cái này gọi là bách âm mới đúng. Giữa lỗ đít cái lỗ tiểu này, cái lỗ đi tiểu mình với cái lỗ cầu cũng có một điểm tức là cái chỗ chứ không phải là G1. G1 chứ, cái chỗ lỗ đây là lỗ đi cầu, là cái này là GV1, GV1 là trường cường, còn này là hội âm khác. Cái trường cường là của bên cái này, là nó rờ sắp đít nó có cái đầu xương nào lòi lòi, cái khe đít là cái trường cường. Trường cường là có cái đầu nhọn của cái khe đít, hai cái mông mình em díu díu xuống cái đó búng cái là liệt toàn thân, thành ra té mà giọng cái đó xuống là liệt, thành ra cái chỗ trời nó sang nó lõm vô. Nhưng mà giờ anh biểu thằng đó mà giờ là anh lấy cái bút bút này này gõ cái tông cái là cái chân nó liệt cái cục này nè, ghê lắm cái cục đó. Anh đang nhiều lúc có mấy người về cái công đánh vô không, cái đó là đánh cái hạ bộ khác, hạ bộ nó lấy hai hồng gái nó nhét vào hai cái xương tròn, nó gió trong á, không có hay mẹ gì đó, tại nó không hiểu ý mặt mình, thấy không xương nó hai cái lỗ này, hai giá nhỏ vậy lấy luyện nó thoát lên, giống như nó lòi vô trong xương nó đá không có, chứ không phải gồng nó bộ gồng cái bố vậy, nó chụp lép ra có đây vậy thôi. Nó không có da không đi, nhưng giống như đàn bà, nó chỉ có đau ngoài da thịt đó. Thì nó lót giải cho mày đập, mày tưởng đá giải không sao, con dấu mẹ như đá, tao lấy cây, lấy cái đũa, tao thọt cái xương tròn, ấn cái là mình té ngửa liền, khỏi đá của mẹ mình đấy, tao thọt cái biết liền, mẹ nó liền, thằng nó không biết, ví dụ thằng nó biểu diễn, nhưng còn mình hiểu sâu vô, mày muốn không, mẹ tao lấy cái đũa nè, cái xương, anh thấy ở, coi cái xương sống nó có hai cái lỗ ở dưới, ở dưới đâu nó nhét cái nó này, tao lấy cây là chọc vô một cái là mày ngất liền tại chỗ.
không biết. Còn nếu mà nó làm mất cái đó thì nó không dám làm, thì thằng nó không biết gì hết, cái kiến thức Cái không có. hội âm này nó nguy hiểm không? Nguy hiểm, cái này ở trên đầu nó gọi là bách hội á, đúng là cái trên nó gọi là 100 dương, ở dưới là 100 âm, ở đây là bách âm, trên là bách dương, mà nó để cái tên từ Trung Quốc nó hay làm cái tên Chứ cho nó nhớ là hồi xưa là có người ta nói là khi mà tác động vào đây thì chống cái thần mã phong này. đúng rồi, không đúng là chống chích cái cây dọn Thấy cái bụng cái gầm chọc vô nhau cái hết liền xả rồi. Hội âm là cái gì? Tại khi mình giao hợp là xuất dương, muốn khóa dương thì chỉ có điện âm này, mở điện âm mất, chứ mà ăn không cách nào, giống như điện mà điện dương mà có điện âm nó nổ có bùng mất, còn không cách nào cử thôi, hai đang nó kỵ nhau gặp làm cũng dội thôi. Còn anh là lấy để cái cây gì mình chọc vô cũng được chứ lấy cái tay không búng phải chọt thì, bởi vì có nhiều đàn bà nó học đó, nó với chồng nó bị nó chọt lên, còn không biết là làng cỡ nó chở hai đứa luôn, còn phụ nữ biết để lấy cái trăm cây đầu chọt một cái, tại cái ngón tay anh nó có bự, anh cứ chọt 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 chút, chứ không đàn bà nó biết hủy đâu, giờ tao mấy mày cứ cái khu này mày cứ chọt 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 trúng chồng mày tỉnh lại, thì lúc đó cái này nó thuộc thôi, con tôi nó cứ dạy không đâu à, cái hết tinh rồi. Nó là cái huyệt này, huyệt này trong tẩy tu kinh luyện rất là dữ, tập ít nhất là 2 năm nó mới khai mở, khai mở tức là sao điều chỉnh được cái mình thành cái bụng dốc như cái luôn nghe mà to nhỏ còn không biết nó cứng ngắc à, nó mở được, mà mở cái này là trong trong bên tụi yoga nó gọi là quả xà, mở xa cái điên rồi, khí nó bốc lên đầu điên, ở Việt Nam điên điên, ở Việt Nam có ông mở 30 học viên khí công bị điên giật nghề luôn, mở hội không một ông khí công sư thầy giấu tên sao ông trốn luôn, nó phải thì mở mà phải luyện bắt hội lại để mà cản lại. nhiều ông cái kiến thức tới đó thôi mở luôn, người ta khi học hết là phải có trình tự đúng không, giống như anh học và cái đạo Hàm Nguyên học, cái học từ thấp đến cao vô thâu thẳng sao được, nó Nhưng vô mà thẳng ý không là mình cũng phải dặn dò học trò là nó tập cái này là đến mức độ nào là phải ngừng nhưng mà cái đúng không? người cái chính ông thầy luyện chưa qua thì có giảng bậy thì chết người ta, ví dụ nói tới đó thì thôi mấy con được tập trung nghe, khi học bài này ngày xong mấy con phải tập đó. Ông không có tập thì ông chỉ bậy rồi chết ta, ông vượt cấp nhảy mày cứ mở này đâu rõ nó đi vậy thôi, giống như anh muốn lên lầu 9 thì mày phải lầu 1 đi, chứ tự nhiên biểu mày nhảy một cái nó đứt gân, sao nó nhảy gì 9 tầng sao nhảy nó nhảy một cái nó bứt gân này, còn đi từ từ nó lên được lầu 1 cái lên lầu 2 lên lầu 2 chưa alo lên lầu 3 alo lên lầu 4 vậy mới đúng, giờ nó một cái biểu lên lầu 9 đi không có thang máy mà nhảy Như là có mấy người Hà Nội nó khoái tập treo cái hòn giấy nó lên. đó, là cái bệnh buổi sáng đó thằng đó mới đó thằng cái thằng mình học trò của thầy nó là địa phương người Bắc, cái môn không ai là được, nó chịu ra đâu có mẹ không ai học đâu, nó Nhưng mà dân tại mà sao nó treo được này, nó khỏe, nó không dùng có cái đó thì để nó nó giống như kéo. tạ, thì trong trong cơ thể như Tây phương là tập tạ là khỏe đúng không, bự con, nhưng mà Đông phương là nội khí mới khỏe, hai cái quan điểm khác Nó cũng phải kết hợp với nhồi khí để nhưng mà nó nó không tạo kết cái hợp, nhưng mà nó không thèm học cái nội khí nó luyện lâu quá, còn cái tạ thì 3 tháng bự thôi, còn mình á mấy năm nó mới mạnh vậy, mạnh mạnh bền chứ không phải tập 3 tháng tình lên rồi không tập cái chiều xuống, còn tao hẹo lên là lên luôn mạnh mạnh chút đời, cái nội khí mà là khó, cái là cái hơi khó, giống như cái bình xe mà bơm ga của xe đạp phải không, nó cấm thì nó đầy nó mới mạnh chứ, nó cũng giống nhau cái vỏ nhau nhưng có cái hơi trong nó để vô cái bình thổi bấm là được, còn bình mày bỏ vô bình chút đó giống vậy cái đó, việc này sẽ là cái này là cái Silver 8 là nó với cái thần khuyết này, CV là cái số 7 nè, thần khuyết thấy không, CV 8 thần khuyết, thành ra anh không học là anh bắt đầu cái tiếng còn thầy thuật biết này, còn lúc anh ngồi nữa chỉ với chỉ với người lơ luôn là anh chết, còn cái người học cái memory mới hiện ra cái này là đúng, còn tại sao tôi để cái mã này? Để mấy em mấy người học trò mình học không biết nó phải lập nó ta thôi, dần dần nó khỏi ta nó nhìn nó hiểu, thành nó có hai thầy để tên việc luôn là nó sẽ không học thật, để cái mã thôi
thì anh muốn, nếu mà tao muốn học xong cái này là cái tên gì, nói luật cái C18 nó mở cái nó ta ra thấy không, mình mất ta chừng 7 lần mới nhớ luôn, ngữ văn nó thuộc. Thì anh mới đầu anh cũng phải vậy, nhưng mà có nhiều thằng nó không thèm học huyệt, nhưng cái huyệt là cái cao nhất, là cái kiến thức về đường khí đi, của cái memory của năng lượng trong người mình, trong người những cái chip nào memory bao nhiêu phải thuộc, là để mình nó bụng nhớ bao nhiêu, những cái việc mà nó lớn vậy là nó, cái bộ nhớ nó cao, ví dụ 64 mê 125 256, mấy cái thằng trùng này là 256 trở lên, còn mấy thằng kia có khi ít, có tức là cái này không tin nè, không gọi đường nè, hai tay nó thụt ra thấy vị trí dương này, kéo hai tay đó thấy chứ có cái điểm gì cứng cứng thằng đó, đó cái bộ nhớ nó nhiều thấy không, thấy có cái gì nó cứng cứng, có cái cục gì ở giữa hai cùi chỏ, cái cục nó hiện ra ở giữa ăn kéo này đó, để lâu rồi ưỡn ngực lên anh thấy phía sau từ trên có cái the dài xuống, mà tới khúc nào nó chấm dứt em kéo xuống tới đó, nó không xuống tới dưới nữa, tới nè kéo nó tới khúc nào đứng để giữ luôn nè, để nè anh thấy cái đầu cái có một cái cây dài trên đầu xuống tới khúc nào nó đứng lại, nó không xuống nữa là khúc điểm đó, thấy không, nó không xuống nữa, cái bề dài của cái đầu nhọn cái cây đó, nhiều cái cây nó dài từ trên xuống đây tới đây nó không xuống dưới đây nữa, tới đây nó đứng à đó, thấy lên cái là chí dương, còn cái lưng này ưỡn ra anh thấy có cái ngấn đó, cái ngấn nằm ra nó là vĩnh mô, ưỡn cái lưng ra sau, ưỡn cái thắt lưng đó, anh thấy cái có một cái cây ở giữa cái lưng nó dài, có cái khe đó, từ trên cái khe nó chấm nhất ở đâu là cái điểm nó là chí dương, cái khe mà giữa hai cái xương đó, có cái khe kết nó không có dài đâu, nó không nhúm tới lỗ đít đâu, tới khúc não nó hết, khúc hết là chí dương, cái não sẽ biết, ông phải học luôn, khi thầy nói anh nhớ đi thôi chứ nha, mình thuộc chưa nữa tao nó mình mở chí dương mở cách nào mình ra hai cái mình thuộc ra mình nói mày phải hiểu, chứ không học xong bỏ rồi bây giờ không, chí dương là cái đầu cuối cùng của cái thanh ở trên xuống nè, nó không xuống dưới nữa, cái khe của anh cái... không cái khe, cái khe nó dài tới đâu, cái khe của hai tay kéo nó dài tới đâu, có một khúc lợi với làm gì tới đích, cái khe của hai cái cục thịt cái này nó khép lại như nè, nó khe giống như cái rãnh của hai cái vai anh là tới đâu hết chứ làm gì nó xuống lỗ đít được, còn cái lưng là bẻ ra có một chỗ gãy chứ mấy mấy chỗ nó bẻ ngửa cái lưng ra coi thì cái đó là mệnh môn, còn cái cổ đó không, còn cái đầu nè anh gục xuống vậy anh thấy có cái cục lồi để chú ý, nhưng mà anh kéo cái da thấy nó căng cái cục đó liền, cái anh kéo cái đầu xuống này, kéo cái đầu rắn gục cái đầu vô ngực anh thấy có cái điểm nó bị đứng lại, điểm nó đại chuyện nó có cái gù á, cái là cái dẻo như cái đó có cái dây nó chặn cái sợi dây lại, cái cột cái dây nó chặn lại cái cứng ngắc cái lưng thì anh cứ cúi xong thấy anh cúi cái đầu không cần công chức anh cứ cúi sáng thành như nó bị kẹt cái da cái có sự cái da từ từ cái cục nó tới cái đầu nó bị căng lên, có như nó cột vô nó kéo cái da đầu ra, hiểu rất là đại chuyện học liền chứ không phải là 3 cm F4 đó là không hay bằng cảm nhận mình chính xác, còn đo là anh dùng định vị là sai thôi, định vị thực kiểu thẩm mỹ, định vị là bình dị vậy đó, cái da nó xuyên qua xuyên lại nó đâu đứng chỗ đó, cái khí nó chuyển động mà làm sao mà định vị được, thì cái đó là muốn định vị là phải người ngồi yên để nó châm cứu, còn mình là cái huyệt nó chạy, khí nó chạy thì nó dời qua dời lại, thì nó mấy thằng chứ con nhỏ nó dời cái khí đi là châm không có trúng đâu không biết, chứ không phải là giỏi châm cứu là châm đúng, không phải, cái cảm nhận con người là rõ, bởi vì cái thằng châm cứu giỏi là cảm nhận được huyệt nó châm trúng hơn đó. Bây giờ cái bài này tập cách nào, bài này tập phi tập cho bác bằng cảm nhớ hai cái kỹ thuật, cái bàn tay như thế nào và cái bàn chân như thế nào nè, bàn chay này nó dính tới cái hậu khê và cái này là thân mạch, cái thân mạch là tức là cái tay chân mình nó có hai cái mặt, mặt trong mặt ngoài, chân thì nó có mặt mặt ngoài là thân mạch, mặt trong là chiếu hải, còn tay là nội quan ngoại quan, còn ngón tay cái này là ngón tay là cái của cái là liệt khuyết đó, hình ra ở ở trong có liệt khuyết với cái nội quan, ở ngoài có ngoại quan,
với một cái nữa. Ok đây đó, ở đó là bốn cái, đó gọi là bát hội huyệt, nhớ luôn thuộc luôn nha. Tức là tám cái huyệt đó nó nối vô 12 kinh sau này, cái thuộc tám huyệt này nó nối vô bài gì trong kinh, nó đối cho 12 kinh, không có tám huyệt không có qua 12 kinh được. Tức là cái bên này là một hệ thống, giống như ở đây là một hệ thống, bên này một hệ thống nó có tám con đường nó nối cho một hệ thống thứ hai. Tám huyệt nó trong ngành đông y gọi là bát là tám, hội huyệt là cái hội, có huyệt nó hội lại nhảy qua bên kia, tổng huyệt nó hội là một huyệt đó thôi, để nó liên kết cho 12 kinh mạch sau này. Người học cái công thuật này thì không thôi nữa, ví dụ anh tập cái bài này, bây giờ mày muốn đem cái khí này qua kinh sau, mày dùng huyệt nào? Huyệt này 62, huyệt ba của bà Phương mới lên luôn anh. Chỉ luôn nó để chỉ tới cấp 8 xong nghỉ, cho ngồi chờ chút để chỉ ổng bài số 8.